Phương Miến xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình livestream Mắt Khỏe cùng bác sĩ Mắt Sài Gòn với chủ đề Mắt Khỏe như ngày trẻ. Và kính thưa tất cả quý vị, vậy là một năm 2020 của chúng ta đã đi qua hơn 2/3 chặng đường rồi. Và một tháng 10 với nhiều điều tươi mới đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước. Và khởi động cho tháng 10 đặc biệt này thì chúng ta vừa đi qua hai ngày vô cùng ý nghĩa, đó là Tết Trung Thu Đoàn Viên và Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi ngày 1 tháng 10. Và để tiếp nối cho hoạt động hưởng ứng ngày lễ tri ân các bậc cao niên trưởng lão đã bước qua cột mốc vàng U60 cũng như là gửi tặng món quà sức khỏe đến người cao tuổi nhân dịp mùa Trung Thu, thì hôm nay hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn mang đến buổi livestream đặc biệt với chủ đề là Mắt Khỏe như ngày trẻ. Và bệnh viện Mắt Sài Gòn hy vọng rằng buổi chia sẻ trực tuyến ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm những kiến thức bổ ích về các bệnh lý mắt hàng đầu ở người cao tuổi cũng như là bí quyết chăm sóc mắt để ông bà cha mẹ chúng ta có một cửa sổ tâm hồn khỏe mạnh như là ngày đôi mươi vậy. Và thưa quý vị, đến với số livestream thứ 3 trong chuỗi livestream Mắt Khỏe cùng bác sĩ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Nguyễn Trần Quốc Hoàng, giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn. Phùng Biến xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào Phùng Biến, xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. Và một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau thật là nhiều những cái thông tin hữu ích cùng với bác sĩ Hoàng các bạn nhé. Và thưa tất cả quý vị và các bạn, chủ đề Mắt Khỏe như ngày trẻ thuộc chuỗi livestream Mắt Khỏe cùng bác sĩ. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của chiến dịch Sáng Tầm Nhìn, Thỏa Ước Mơ được khởi động từ tháng 8. Mà thông qua đó thì Mắt Sài Gòn mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc sức khỏe thị lực bằng những việc làm thiết thực nhất cũng như là chia sẻ những bí quyết để chúng ta có thể bảo vệ đôi mắt. Và đối với người cao tuổi mà nói thì có được sự quan tâm từ con cháu phải không ạ? Và được làm những cái điều mình thích nè, tự tay đan một cái áo hoặc là có thể là chơi đánh cầu lông. Đó là những điều rất là tuyệt vời và giúp mình cảm nhận cái tuổi già của chúng ta đang được sống, được hạnh phúc, được tận hưởng rất là nhiều điều. Và có một điều nữa Phùng Yến cũng muốn được chia sẻ với mọi người. Đó là trong tất cả các buổi livestream của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn thì 30 bạn khán giả đầu tiên gửi câu hỏi đúng chủ đề và sớm nhất đến cho chương trình livestream của chúng tôi đều sẽ nhận được quà tặng. Và quà tặng dành cho khán giả trong buổi livestream ngày hôm nay đó chính là 30 voucher gói khám chăm sóc mắt dành cho người cao tuổi và áp dụng tại hệ thống là 11 bệnh viện thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Vì vậy cho nên là quý vị và các bạn đừng quên là mình like nè, mình share và mời bạn bè, đặc biệt là ông bà cha mẹ của mình cùng quan tâm theo dõi và chúng ta cùng nhận quà quý vị nhé. Và ngoài ra thì quý vị khán giả cũng đừng quên dõi theo đến cuối livestream của chúng tôi để tham gia mini game trả lời câu hỏi và nhận ngay voucher mua sắm tại Cốc Mắt trị giá là 200.000 đồng từ ban tổ chức thưa quý vị. Và thưa quý vị, Phùng Yến có tìm hiểu rằng bước vào tuổi 50 thì dưới cái quá trình lão hóa tự nhiên không ai có thể tránh được thì tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng đi nuôi thể thủy tinh hay là thiếu hụt lượng nước mắt tự nhiên cộng với là lối sống, sinh hoạt và môi trường ô nhiễm ngày nay nó đã làm nảy sinh rất là nhiều bệnh lý đa dạng và phức tạp về mắt ở người cao tuổi. Và để giúp cho khán giả có thể hiểu rõ hơn bệnh lý về mắt hàng đầu ở người cao tuổi và để chúng ta có thể là cùng nhau chia sẻ rõ hơn những thông tin về các bệnh lý về mắt thì Phùng Yến xin được hỏi bác sĩ Hoàng câu đầu tiên ạ. Thưa bác sĩ, những bệnh lý về mắt nào mà người cao tuổi hay thường gặp nhất ạ? Xin chào Phùng Yến. Như chúng ta biết là cái người cao tuổi thì quá trình lão hóa của cơ thể là thực sự là một quá trình tự nhiên. Yeah. Và hầu như không thể nào chúng ta có thể tránh khỏi được quá trình đó. Trong cái quá trình lão hóa tự nhiên đấy thì tất cả mọi cơ quan trong cơ thể chúng ta đều sẽ thay đổi, không chỉ về cấu trúc mà về chức năng. Thì trong đó có cơ quan mắt cũng sẽ thay đổi theo năm tháng. Tôi có thể liệt kê một số bệnh mà người cao tuổi có thể mắc phải và tỷ lệ khá cao đến hiện nay, như là bệnh đục thủy tinh thể mà nhân gian chúng ta hay gọi là bệnh lý cườm khô, bệnh glaucoma đó tên khoa học mà nhân gian chúng ta gọi là cườm nước, và một cái bệnh lý khác đang nổi cộm lên hiện nay khi mà dân số già ngày càng tăng, đó là bệnh lý thoái hóa hoàn điểm tuổi già, mà chúng ta hay gọi là các cụ hay nói là thoái hóa điểm vàng. Đấy, đối với những người mà bị tiểu đường chẳng hạn thì sẽ có cái bệnh lý võng mạc cho tiểu đường, và những người bị cao huyết áp lại sẽ có bệnh lý võng mạc cho cao huyết áp. Ngoài ra đó là những cái bệnh lý, ngoài ra còn những cái thay đổi khác chẳng hạn như thay đổi về chất lượng của nước mắt sẽ gây ra cái tình trạng là khô mắt ở người cao tuổi cũng rất là dễ gặp, hay là bị lão thị khiến cho các cụ cái đọc viết có vẻ khó khăn hơn.
và các cụ phải đi khám, phải được cắt kính, được tư vấn cho rõ ràng. Tôi xin kể một điên cử một cái bệnh lý mà các cụ hay quan tâm nhiều nhất và tỷ lệ cao nhất đối với người cao tuổi, đó là cái bệnh lý đục thủy tinh thể hay là cườm khô. Thì cái bệnh lý này nó cũng là một cái quá trình lão hóa tự nhiên của con mắt bình thường mình thôi. Và cái triệu chứng chính của nó là nhìn mờ, rất là đơn giản. Và các cụ thấy là ai cũng biết là nhìn mờ, phải đi khám mắt. Đó là cái triệu chứng điển hình nhất. Ngoài ra có những cái triệu chứng khác như nhìn lóa. Cứ mỗi lần mà bước ra khỏi anh ngoài hiên nhà mình tự nhiên mình tối sầm đi. Đó là một cái dạng đục thủy tinh thể một đặc biệt khác. Hay là những cái nguyên nhân đục thủy khác như do chấn thương hay là do thay đổi môi trường sống này. Thì đó là những cái bệnh lý rồi. Còn cái thủy tinh thể mà thường gặp nhất là do sự lão hóa của tuổi già. Cái thủy tinh thể thì đơn giản là đi khám và bác sĩ chẩn đoán và tiến hành phẫu thuật. Và hiện nay thì cái phương pháp phẫu thuật thủy tinh thể hiện tại bây giờ rất là hiện đại, với những cái phương tiện rất là hiện đại. Và cái phương pháp phẫu thuật cũng dễ dàng, đôi khi mất có 3 phút, 5 phút là xong ca phẫu thuật phaco đục thủy tinh thể, và các cụ đi về khả năng phục hồi rất là cao, đem lại thể lực rất là lớn cho các cụ, rất là có ý nghĩa cho các cụ cao tuổi ngày hôm nay có những cái phương tiện hiện đại như vậy. Dạ, như vậy là Phụng Yến nghĩ là ba mẹ Phụng Yến là chắc là phải bây giờ dẫn đi kiểm tra mắt rồi, tại thấy là ngoài 50 rồi nhưng mà rất lâu rồi chưa đi kiểm tra. Đúng rồi, chúng ta phải nên khuyến khích các cụ trên 50 tuổi nên đi khám mắt. Cái điều đó là vô cùng ý nghĩa và rất là thiết thực. Hồi nãy thì Phụng Yến có nghe bác sĩ nhắc tới từ là lão thị. Vậy thì lão thị có phải là gọi chung tất cả các bệnh lý về mắt của người cao tuổi không? Hay là nó là một cái loại bệnh gì riêng biệt? Có lẽ là mình hơi nhầm cái chỗ này. Lão thị thực chất nó cũng là cái sự biến đổi về chất của thủy tinh thể. Nó làm cho cái chức năng điều tiết của thủy tinh thể nó bị giảm đi. Yeah. Chẳng hạn như chúng ta thấy là anh chị em chúng ta đến tuổi 40 giống như tôi vậy. Yeah. Tôi muốn nhìn cái gì tôi phải để xa thế này tôi mới thấy chữ được. Tôi để gần thì tôi không thấy. Đó là cái tình trạng giảm cái sức lực điều tiết của thủy tinh thể. Và cái thủy tinh thể tuổi còn trẻ đó, tuổi từ dưới 20, từ 30 dưới 40 đi, thủy tinh thể rất là trong, mềm dẻo, co giãn, nó là một khối cầu và qua một hệ thống cơ thể mi. Nó giúp cho cái thay đổi về hình dạng của cái thủy tinh thể, giúp thay đổi về cái độ công suất của thủy tinh thể, giúp cho cái ánh sáng đi vào mắt nó được hội tụ một cách dễ dàng lên võng mạc, và chúng ta nhìn cái vật gì, nhìn xa hay nhìn gần đều rất là chủ động và không hề cảm thấy rất là tự nhiên. Nhưng mà sau tuổi 40 có những thay đổi về quá trình lão hóa, cũng có là một quá trình lão hóa, thì các protein trong thủy tinh thể nó bị biến đổi chất. Cái thủy tinh thể trở nên cứng hơn, giảm độ mềm dẻo, và cái công suất thủy tinh thể bắt đầu thay đổi. Và cái điều đó khiến cho cái ánh sáng ở cái vật mà để lên gần nó không hội tụ được trên võng mạc, và chúng ta phải đưa xa ra mới thấy được đó. Và khi mà chúng ta bị lão thị thì chúng ta phải đeo kính cận. Đó là một cái phương tiện hỗ trợ giúp cho cái ánh sáng, cái vật nó được hội tụ lên cái võng mạc. Đó là cái đặc tính của cái lão thị. Và nói xin nhắc lại là đó không phải là bệnh. Mà đó là một hiện tượng, một cái tiến triển tự nhiên của cơ thể con người. Vậy còn cái dấu hiệu hay cũng như là cái triệu chứng nào giúp cho mình sớm có thể nhận biết là chúng ta đang gặp những cái bệnh lý về mắt thì mắt thì để nhìn và quan sát. Cái triệu chứng sớm nhất đó là nhìn mờ. Thì khi chúng ta nhìn mờ thì chúng ta đã có vấn đề về mắt. Chỉ đơn giản cái thứ hai là chúng ta bị tật khúc xạ, cũng là nhìn mờ. Lão thị cũng là nhìn mờ. Hay là người lớn tuổi hơn, chúng ta nhìn mờ thì nó sẽ có bệnh lý về cườm khô hay là những bệnh lý kèm, có những bệnh nền chẳng hạn. Ngoài đó là cái triệu chứng chính của mắt. Nhưng bên cạnh đó thì quý khán giả cũng nên chú ý một số triệu chứng khác. Ví dụ như là đỏ mắt. Đau mắt đỏ này, rồi đau mắt, nhức mắt, rồi nhìn một thành hai, nhiều gọi là người ta gọi là song thị đó, rồi mất thị trường. Mất thị trường cái là có nghĩa là con mắt chúng ta bị che mất một vùng, không thấy, chúng ta bị mất cái vùng quan sát. Nghĩa là chúng ta có thể nhìn thẳng rõ, nhưng mà chúng ta có một người đứng cạnh ở đây, chúng ta không thể nhận biết họ đang đứng cạnh mình.
đó là mình mất đi một cái khoảng thị trường. Dạ. Thì đó là những cái bệnh lý mà cần phải đi khám, những cái triệu chứng mà khiến chúng ta cần phải đi khám ngay. Dạ. Tại vì nó không phải chỉ được, chẳng hạn ví dụ như là đôi đỏ mắt đi. Ừ. Chúng ta cứ nghĩ là đau mắt đỏ thế là xong. Dạ. Nhưng không phải. Trong con mắt mình khi mà bị bệnh lý gì thì nó sẽ cương tụ, các mạch máu nó cương lên, nó sẽ gây đỏ. Thì cườm nước nó cũng đỏ mắt. Yeah. Rồi khô mắt trong cũng đỏ mắt. Yeah. Hay là viêm kết mạc, đau mắt đỏ, viêm màng màu đào, nhiễm trùng. Tất cả thật rất là nhiều, muôn hình vạn trạng. Yeah. Chúng tôi muốn quý khán giả là phải chú ý cái vấn đề và chăm sóc mắt định kỳ, và phát hiện có mình có gì bất thường phải đi tới cơ sở khám chuyên khoa mắt đàng hoàng. Dạ, tại nhiều khi là mình cũng bị y, em thấy là đôi khi là ba mẹ của mình nữa, ở nhà thì bị mắc cái gì chút xíu nói là chắc bữa nay mệt nên nó mới như vậy, hoặc là đổ thừa một cái lý do này lý do kia để không đi khám, và đúng sau rồi. Một thời gian như vậy là rất là nguy hiểm phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Thì đôi khi các cụ có cái tâm lý đó. Dạ. Thứ nhất là tâm lý sợ làm phiền. Ừ. Thứ hai là các cụ chưa hiểu được rõ cái vai trò việc thăm khám mắt của người cao tuổi sau 50 tuổi. Dạ. Là hai lần, một lần. Thậm chí một lần thì cũng được. Ừ. Tôi nhiều vấn đề khác, chẳng hạn các cụ sợ. Ừ, dạ, sợ mình bị bệnh. Dạ. Sợ mình bị phát hiện bệnh. Tôi đang bình thường, tôi gặp bác sĩ thế là bị bệnh, có vẻ tôi không ngủ được. Nên các cụ sợ. Đó là cái tâm lý chính. Đôi khi thế. Cho nên là mình lắng nghe những chia sẻ của bác Hoàng ngày hôm nay thì hy vọng là quý vị khán giả, nếu mà chúng ta thấy là ba mẹ của mình có một cái dấu hiệu gì đó về mắt thì mình có thể là động viên hoặc là cùng đi với ba mẹ đến thăm khám để chúng ta có thể là các bác sĩ sẽ can thiệp và hỗ trợ cho mình kịp thời và mình có thể chăm sóc đôi mắt tốt hơn. Ban nãy thì em nghe bác sĩ nói là đục thủy tinh thể thì chiếm cái tỷ lệ cao nhất ở cái bệnh về mắt đối với người cao tuổi. Vậy thì cái tỷ lệ đó ở Việt Nam thì như thế nào ạ? Mình xin nhắc lại là cái đục thủy tinh thể là một cái quá trình là lão hóa của cơ thể, mình đã nói rồi. Dạ. 40 tuổi thì chúng ta bị lão thị, thực chất đó là một quá trình bắt đầu đục thủy tinh thể rồi đó. À, dạ. Đó là nó tiến triển rất là chậm. Nhưng mà cái từ 40 tuổi cho đến 60 tuổi cái độ đục thủy tinh thể nó không có ý nghĩa. Nó chưa rõ nó nét. Nó chưa rõ nét. Dạ. Và các cụ đôi khi vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn nhìn bình thường, nhưng mà đã đục thủy tinh thể rồi. Nhưng trên 60 tuổi thì cái tình trạng nó bắt đầu rõ nét rệt hơn. Thì theo những cái thống kê thì người ta thấy rằng ở độ tuổi từ 60 đến 70 thì cái tỷ lệ nó rơi vào khoảng 50%. Và trên 70 thì có đôi khi lên tới 80% là người cao tuổi có bị đục thủy tinh thể. Và cái mình cũng nhắc lại luôn là cái đục thủy tinh thể thì nó là một cái trường lão hóa bình thường. Và những cái phương tiện hiện đại bây giờ, từ khi khám bệnh, tư vấn, chẩn đoán đến cái phương pháp phẫu thuật, thì những cái phương tiện đó thực sự nó đã cải tiến rất là nhiều rồi. Dạ. Và người ta dùng những cái phương tiện chụp chiếu bằng laser hay là phương pháp phẫu thuật bằng Phacon năng lượng cao thì nó sẽ làm giảm thiểu tối đa cái nguy cơ xảy ra biến chứng sau cái phẫu thuật, và nó làm tăng cái tính hiệu quả của cái kết quả đem lại của cái phẫu thuật. Và bên đó là cái vật chất thôi, còn cái con người thì sao? Chúng ta đã áp dụng cái phương pháp Phaco từ năm 90, đã các thầy đã tiến hành phẫu thuật Phaco rồi. Và từ năm 90 đến bây giờ là có mấy chục năm rồi, 40 năm nhỉ? 40 năm. Thì tay nghề truyền qua các đời đã được cải thiện, được nghiên cứu, tìm ra những cái phương pháp phẫu thuật tối ưu nhất và ít gây tổn hại nhất. Yeah. Và đem lại kết quả cao nhất cho cái bệnh nhân và đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống cho bệnh nhân cao nhất. Dạ. Cũng ý nghĩ là nhiều quý khán giả khi mà nghe bác Hoàng chia sẻ thì cảm thấy yên tâm hơn. Nhiều khi là mình cứ sợ mình nghe đục thủy tinh thể là cái gì đó rất là ghê gớm, nhưng mà như là bác Hoàng chia sẻ là những cái khoa học kỹ thuật rất là phát triển và tay nghề của các bác sĩ đến ngày nay là đã rất là có chuyên môn trong cái vấn đề là giải quyết cũng như là phẫu thuật rồi. Cho nên là quý vị khán giả, nếu mà bản thân chúng ta hoặc là mình có người nhà của mình gặp tình trạng này thì chúng ta đừng có lo ngại quý vị nha. Hãy thật là yên tâm. Và trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện thêm nữa về chủ đề này với lại bác Hoàng thì
ngay bây giờ Phụng Yến muốn nhắc quý vị khán giả, đó là quý vị ơi, nếu mà quý vị khán giả có bất kỳ câu hỏi nào dành cho chương trình cũng như là cho bác sĩ của chúng ta thì quý vị đừng ngần ngại đặt câu hỏi bằng cách là mình bình luận trực tiếp trong chương trình livestream ngày hôm nay luôn, và bộ phận thư ký sẽ hỗ trợ để chuyển câu hỏi này đến cho chúng tôi và chúng ta sẽ được bác sĩ tư vấn ngay luôn ạ. Và quý vị đừng quên là mình có 30 voucher gói khám chăm sóc mắt dành cho người cao tuổi và áp dụng tại hệ thống 11 bệnh viện thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Và 30 voucher đó vẫn đang chờ 30 quý vị khán giả có câu hỏi đúng chủ đề và nhanh nhất gửi về ngay dưới cái phần comment của livestream ngày hôm nay thưa quý vị ạ. Và tiếp tục với trò chuyện với lại bác sĩ thì Phụng Yến thắc mắc là không biết ai bị đục thủy tinh thể thì cũng phải phẫu thuật phải không ạ? Câu hỏi đấy thì nhiều người cũng thắc mình mắc trả lời hả? là không. À dạ. Tại vì như mình đã nói trước đó là quá trình đục thủy tinh thể là lão hóa mà. Dạ. Bắt đầu 40 bắt đầu bị rồi. Dạ. Nhưng mà 40 50 nó chưa được ý nghĩa lắm, không lẽ dạ. là mình đi mổ vào cái dạ. tuổi đấy là không đúng đúng không nào? Đục thủy tinh thể cần phải mổ có nghĩa là người đó nó có ảnh hưởng đến thị lực. Dạ. Nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người đấy. Của cái bác đấy. Có thể bác đấy có thị lực đôi khi có 5 phần 10 thôi. Dạ. Nhưng bác cảm thấy sinh hoạt bình thường, sinh hoạt cái con cháu bình thường, tôi viết lách bình thường. Thế bác sĩ chẩn đoán đục thủy tinh thể, bác sĩ nói tôi mổ. Ừ. Tôi thấy không hợp lý, tại vì sao? Tôi thấy tôi sống bình thường mà tại sao bác sĩ nói tôi mổ? Đó là chúng ta phải dung hòa giữa cái chẩn đoán, cái chỉ định và cái cuộc sống của người ta. Dạ. Chúng ta khi khám với bệnh nhân thì chúng ta phải đặt cái lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu. Có nghĩa là chúng ta phải quan tâm bác làm việc gì, bác công việc hàng ngày bác có khó khăn không, cái thị lực đó có giúp bác hòa nhập cuộc sống tốt không. Và cái mục tiêu của cái phẫu thuật thủy tinh thể, phẫu thuật cườm khô này để giúp đem lại cái thị lực cho người bệnh và giúp họ tái hoạt động, tái hòa nhập với cuộc sống hàng ngày. Và đó là cái mục tiêu chính của cái phẫu thuật thủy tinh thể, chứ không phải là chúng ta chẩn đoán là đục thủy tinh thể độ 4 là phải mổ, cũng chưa chắc. Độ 4 đôi khi thị lực còn rất là cao. Yeah. Nhưng mà người ta sinh hoạt bình thường thì tại sao chúng ta phải mổ? Yeah. Rất rất nhiều yếu tố mà một bác sĩ khi đặt vấn đề phẫu thuật phải đặt cái nhu cầu cuộc sống của người bệnh lên trên hết. Vì sau khi phẫu thuật bác sĩ chỉ gặp bệnh nhân có mấy tiếng. Yeah. Sau đó người ta sống với cái con mắt người ta, cái phần đời còn lại. Dạ. Đó là điều quan trọng, chúng ta phải đặt nặng cái vấn đề đó. Dạ. Cân nhắc rất rõ và rất kỹ trước khi đưa ra một kết luận phẫu thuật trên bệnh nhân. Và tư vấn phải rất rõ ràng mới thực hiện được. Dạ. Đó là về phía các bác sĩ, còn về phía các bệnh nhân thì mình cứ phải là đi thăm khám. Đúng rồi. Dạ. Tại vì thì thăm khám sẽ được tư vấn, sẽ được giải tỏa được nhiều, rất là nhiều yếu tố. Dạ. Đôi khi các cụ ngồi họp người cao tuổi với nhau ở phường chẳng hạn, họp tổ dân phố và thì các cụ này mổ lại phân biệt ở xa tôi không mổ. Dạ. Thế tới bác sĩ kêu không mổ, thế là lại về lại nói. Ừ. Nói chuyện với nhau, đôi khi chính những cái câu chuyện đấy thì khiến cho các cụ cảm thấy hoang mang, không rõ ràng. Và thì việc gì đâu mình không tới một cái bác sĩ để có thể nghe tư vấn một cách rõ ràng hơn. Dạ. Cái nhu cầu mình đã cần thiết chưa và có cần phải phẫu thuật không. Nếu phẫu thuật thì cái phương pháp Phaco thì thực sự là mình đã nói rồi. Dạ. Nó hiện đại và nó an toàn, và một cái phương pháp nó kéo dài trung bình thì khoảng 5 phút. Và không đau. Và cái việc mà trước đây thì cái thuốc tê nó chưa được phát triển đó, thì người ta phải tiêm thuốc tê. Bây giờ cái việc thuốc tê bây giờ không phải tiêm nữa, chỉ cần nhỏ thôi, nhỏ thuốc vào mắt thôi đã gây tê đủ cho một cuộc mổ diễn ra. Và cái thời gian phục hồi, có những cụ mổ xong ngay ngày hôm sau điện thoại cho mình. Dạ. Cảm ơn thì hôm nay mắt bác sáng quá, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bệnh viện. Cảm ơn các anh chị em bệnh viện được. Thì mình không nói quá đâu. Dạ. Như sáng nay mình đã nhận một cái điện thoại là cảm ơn bệnh viện chăm sóc chu đáo quá. Ánh sáng tôi sáng quá. Dạ. Thế đó là một cái niềm vui mà mỗi bác sĩ mà những cái thành quả lao động của mình đem lại. Đó dạ. là một niềm vui thật sự là ý nghĩa.
Dạ, và với bệnh nhân thì họ cũng sẽ rất là vui, bởi vì giống như là một cái ngày mới sang trang vậy. Trước đây mình cứ lo lắng mắt của mình nhìn không thấy con cháu, mình muốn làm cái gì mình cũng khó chịu cái đôi đúng mắt. rồi Nhưng mà sau khi là mắt sáng, mắt khỏe rồi là cảm thấy là giống như được trẻ lại. đúng rồi Và cho nên là như bác sĩ chia sẻ thì Phụng Yến nghĩ là mọi người, các cô, các chú, các bác đang theo dõi livestream ngày hôm nay đó, mình yên tâm các cô, các chú, các bác nha. Không có lo lắng cũng như là không có những cái nỗi sợ tưởng tượng như là đi họp tổ dân phố như bác Hoàng vừa mới kể. Mình không có sợ những cái nỗi sợ tưởng tượng đó. Hãy đến gặp những bác sĩ có chuyên môn và chúng ta sẽ được lắng nghe những cái chia sẻ của họ và mình cảm thấy yên tâm hơn và có một cái định hướng cũng như một cái hành động đúng đắn hơn để chăm sóc cho đôi mắt của mình. Và bây giờ thì để Phụng Yến xem có các vị khán giả gửi câu hỏi về cho bác sĩ Hoàng. Rồi đây, Phụng Yến đang thấy là có bạn nickname Facebook là Hoa Hải Đường. Nickname đẹp quá. Rồi bạn hỏi là: mẹ em đi khám và xác định là bị đục thủy tinh thể cấp độ 4. Mặc dù muốn tìm lại thị lực cho mẹ nhưng mà em cũng lo ngại mẹ đã lớn tuổi. Không biết tỷ lệ an toàn của phương pháp mổ và phương pháp phẫu thuật mổ đục thủy tinh thể là bao nhiêu và thị lực có hồi phục 100% sau mổ hay không ạ? Và xin mời bác Hoàng. Cảm ơn. Xin chào bạn Hoa Hải Đường. Giờ mình xin trả lời thế này. Nếu mà lo ngại về mẹ em là người lớn tuổi không đi mổ thì cái bệnh đục thủy tinh thể thì 95% người cao trong cái bệnh đục thủy tinh thể đó thì 95% là rơi vào người cao tuổi. Có nghĩa là cái bệnh này thường xảy ra ở người cao tuổi và việc phẫu thuật là điều hiển nhiên khi mà chúng ta đã có chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân đục thủy tinh thể. Và cái mà việc cái phẫu thuật mình đã nói nãy là việc phẫu thuật sớm hay muộn nó còn phải phụ thuộc vào cái nhu cầu của bác đấy nữa. Bác ấy vẫn còn lo sợ thì mình phải tới khám để được bác sĩ khám chẩn đoán cái giai đoạn đục thủy tinh thể. Rồi như mẹ của bạn ấy là độ 4. Nhưng mà nếu mà cuộc sống bình thường thì từ từ có thể đợi thêm vài tháng rồi mình lại tư vấn rồi lại thuyết phục. Rồi để xem bác ấy có khó khăn trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày không, và khuyên các bác ấy nên đi phẫu thuật sớm vì bác ấy đã có cái chỉ định phẫu thuật rồi. Và cũng trả lời, cũng nhắc lại cái câu của bạn Hoa mình đã nói trước trong chương trình, đó là cái tính an toàn của cái phẫu thuật này rất là cao. Mà cái vết mổ phẫu thuật nó khoảng 2 mm, mà đưa cái dụng cụ vào và phát cái năng lượng siêu âm, và bác sĩ đánh cái năng lượng đó sẽ đánh nhuyễn cái thủy tinh thể mình ra dưới dạng bột, mình hút ra ngoài và thay bằng cái thủy tinh thể nhân tạo và khác. Và cũng chia sẻ đó là cái thời gian hồi phục rất là nhanh, có khi một ngày hôm sau là các cụ có thể xem cải lương rồi, đi qua hàng xóm chơi rồi. Và qua khoe là tôi mới mổ đây, rồi, mắt mới sáng mổ, dữ đúng lắm rồi. đây. Đó là cái giá trị tinh thần rất là lớn đó, có bác sĩ mà cũng mong muốn điều đó đó. Cho nên là dù là ở tuổi nào luôn mà mình có được cái sức khỏe tốt, đặc biệt là sức khỏe đôi mắt tốt, thì mình cũng sẽ tận hưởng được cái chất lượng cuộc sống nó tốt hơn à. Và quý vị khán giả ơi, nếu mà mình và gia đình cũng như là ông bà cha mẹ cũng có đang theo dõi livestream này, thì đừng quên là mình có câu hỏi nào hãy gõ ngay cho chúng tôi, hãy bình luận ngay ở bên dưới để chúng tôi có thể là chia sẻ cùng với tất cả quý vị và các bạn nhé. Và trong chương trình livestream ngày hôm nay thì bộ phận thư ký cũng sẽ hỗ trợ chuyển câu hỏi, là chuyển những cái thắc mắc của quý vị đến cho bác sĩ của chúng tôi. Và đừng quên là chúng ta có 30 voucher gói khám chăm sóc mắt dành cho người cao tuổi áp dụng tại hệ thống 11 bệnh viện thuộc hệ thống mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Và phần quà này vẫn đang chờ 30 vị khán giả có câu hỏi đúng chủ đề và nhanh nhất gửi về cho chúng tôi ở trong livestream này. Và Phụng Yến tin chắc rằng những voucher này, những phần quà này sẽ là những món quà sức khỏe rất là ý nghĩa mà chúng ta có thể là nhân tháng yêu thương và đoàn viên này mình gửi đến tặng cho ông bà cha mẹ của mình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thêm một câu hỏi nữa gửi đến cho chương trình để Phụng Yến xem nào. Rồi đây, có một khán giả là Hoàng Gia Bảo có câu hỏi gửi đến cho bác sĩ là: em có dự định đưa ông đi phẫu thuật phaco để điều trị cườm khô nhưng không biết phẫu thuật xong có để lại biến chứng gì nguy hiểm không ạ? Xin chào bạn Hoàng Gia Bảo. Như vậy ông của bạn đã có cái chắc chắn là đã khám rồi, đã có chẩn đoán bị đục thủy tinh thể là cườm khô và cũng đã có chỉ định phẫu thuật đục thủy tinh thể rồi, nhưng mà bạn còn đang rất là băn khoăn. Thì cái câu hỏi này không chỉ mình bạn đâu, tôi khám hàng ngày các người nhà của các cụ cũng đều đặt câu hỏi cũng tương tự như bạn, mổ có nguy hiểm không bác.
tỷ lệ phần trăm sáng bao nhiêu, bác có chắc là sáng không? Tại nghe ai nghe mổ cũng sợ. Đó là cái điều mong muốn. Không phải chỉ của các bạn đâu, nếu mà ba tôi đi mổ tôi cũng hỏi câu đó. Chứ không phải là các bạn đâu. Và tôi xin nhấn mạnh lại là cái phẫu thuật cườm khô bằng phương pháp phaco như hiện tại bây giờ chúng ta đã có những cái phương tiện máy móc rất là hiện đại. Và cái thời gian phẫu thuật rất là nhanh và năng lượng phaco sử dụng rất là ít. Nên cái nguy cơ xảy ra biến chứng trong phẫu thuật, tôi thấy là cỡ 5-7 năm tôi tham gia trong cái hệ thống mắt Sài Gòn này, bản thân tôi chưa có gặp những cái biến chứng gì. Thật sự là tôi cũng không biết nói làm sao, nhưng mà thật sự tôi đó là có thể đó là điều may mắn của tôi. Tôi chưa thấy điều đó. Và có một cái vấn đề mà các bạn lưu ý và tôi thường hay tư vấn các cụ, đó là vấn đề mà chảy nước mắt sống sau phẫu thuật thì các bạn hay bị lắm. Người ta cứ các cụ hay nghĩ rằng là do phẫu thuật, nhưng mà đó là cái tình trạng khô mắt sau mổ phaco, và cái đó cũng thường hay xảy ra. Và chúng ta có những cái sản phẩm là nước mắt nhân tạo giúp chúng ta có thể cải thiện được, khắc phục được tình trạng đó. Nên như mình đã khuyên Hoàng Gia Bảo là cứ mạnh dạn đưa cụ tới bệnh viện mình để khám, mình tư vấn và mình xem cụ còn băn khoăn ở chỗ nào, mình sẽ tháo gỡ những khúc mắc đấy và mình tiến hành phẫu thuật cho cụ để đem lại cái thị lực tốt nhất cho cụ, hòa nhập vào cái cuộc sống hàng ngày. Dạ, như là mình thấy là cũng có nhiều những người con, những bạn trẻ là gửi câu hỏi và quan tâm đến đôi mắt của bố mẹ. Mọi người cũng biết là việc chăm sóc đôi mắt một đời dõi theo bước con đi là một việc rất là quan trọng, phải không ạ? Và rất là vui vì có nhiều những người con vẫn đang rất là quan tâm đến thị lực của bố mẹ mình. Và hy vọng rằng những phần quà chỉ đơn giản là mình dẫn bố mẹ đi thăm khám nè, hoặc là đồng hành cùng với bố mẹ trong những cái lần phẫu thuật như vậy, thì đã là một cái món quà, một cái sự chia sẻ gửi đến cho người mà mình thương yêu rồi. Và bây giờ thì Bụng Yến muốn hỏi bác sĩ là nãy giờ mình nói với nhiều về cái tình trạng bệnh lý rồi, bây giờ mình chia sẻ với nhau một chút xíu về cái cách phòng bệnh nè, để phòng bệnh hơn chữa bệnh nè. Đối với người lớn tuổi thì mình cần phòng những cái bệnh lý về đôi mắt như thế nào ạ? Đối với người lớn tuổi, xin phép suy nghĩ. Cái đối với người lớn tuổi, cái lời khuyên chân thành của mình dành cho các cụ, đó là cái việc đi khám, thăm khám thường xuyên và định kỳ, ít nhất là một năm một lần, và tốt thì một năm hai lần. Thì nếu chúng ta nãy giờ cứ xoay quanh vấn đề cườm khô thì đơn giản là các cụ nhìn mờ, các cụ thấy các cụ đi khám. Nhưng mà có những bệnh lý khác, chẳng hạn như là cườm nước, nó mờ hồi nào mình cũng không thể nào biết được. Đến khi tới khám, bác ơi mắt tôi bị không thấy một bên, hay hai bên đều không thấy, thì khám rồi bác sĩ khám rất là kỹ, xong rồi phát hiện là cụ đã bị teo dây thần kinh thì giác do cái bệnh lý cườm nước gây ra. Nhưng mà đáng lẽ cụ phải đi khám trước đó 3 năm 4 năm để được chẩn đoán sớm và tư vấn sớm và lập cho cụ một cái quy trình theo dõi bệnh và cái quy trình theo dõi thuốc, nhỏ thuốc của cụ, thì sẽ làm cho cái quá trình mù lòa của cụ kéo dài ra 15-20 năm. Thì vô cùng có ý nghĩa, thay vì cụ sẽ bị mất trong vòng 2-3 năm, cụ mất cái thị lực một cách đáng tiếc. Những người mà có bệnh lý nền, chẳng hạn như là tiểu đường, thì sau 7 năm, sau 14 năm, tùy theo cái sự điều chỉnh cái đường huyết, mà cái nguy cơ bị bệnh võng mạc tiểu đường sẽ tăng lên theo thời gian, và cũng cần phải đi khám mắt để phát hiện bệnh sớm. Những cái bệnh lý chẳng hạn như là thoái hóa điểm vàng, thoái hóa đồng điểm tuổi già, thì có những cái công trình nghiên cứu người ta thấy việc cung cấp thực phẩm chức năng hay là thay đổi chế độ dinh dưỡng cũng làm giảm thiểu cái nguy cơ mà bị bệnh đó về lâu về dài. Có nghĩa là chúng ta phải đi khám sớm để phát hiện những cái nguy cơ có thể xảy ra trên cơ thể mình. Và bác sĩ sẽ tư vấn, bác đang có nguy cơ này, bác nên phải làm như thế này. Đó là cái điều mà quý khán giả phải chú ý, đặc biệt cho người cao tuổi. Và cũng xin có một số lời khuyên, chẳng hạn như là đeo kính râm, thì chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái tia cực tím đi vào mắt,
có những cái kính râm nó có thể ngăn chặn được khoảng 90% lượng tia cực tím. Yeah. Nó sẽ làm giảm cái nguy cơ bị đục thủy tinh thể sớm này. Nó làm giảm nguy cơ bị thoái hóa hoàng điểm tuổi già này. Đúng không? Rồi nếu mà nếu chúng ta vẫn các cụ vẫn còn đang tuổi lao động, 50 đến 60 vẫn còn tuổi lao động. Ừ. Mà các cụ làm ở trong môi trường mà nguy cơ bị chấn thương mắt rất là cao. Ừ. Thì các cụ phải đeo kính bảo hộ vào. Yeah. Hay là tăng cường tập thể dục. Cái việc tăng cường tập thể dục thì nó sẽ giúp cho cái hệ thống tuần hoàn cơ thể nó được cải thiện chung. Và con mắt nó cũng được nuôi dưỡng bằng hệ thống tuần hoàn mà. Thì nó cũng sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng của mắt. Đó là những cái lời khuyên mà tôi nghĩ là các bạn nên lưu ý. Dạ. Để có thể có được đôi mắt khỏe, một đôi mắt sáng. Và giảm thiểu được những cái nguy cơ bị mù lòa rất là đáng tiếc. Dạ. Nghe bác sĩ chia sẻ thì Phụng Yến nghĩ là bản thân Phụng Yến cũng như là nhiều quý vị khán giả cũng hơi chột dạ một chút xíu, thấy mình là cũng chưa có quan tâm đủ đến thị lực của bản thân mình nè, rồi của ba mẹ, của người lớn tuổi trong nhà. Ví dụ như là ba Phụng Yến thì bị tiểu đường, nhưng mà thường thì ở nhà chỉ quan tâm là cái đo đường huyết thôi, chứ không có ai quan tâm là ủa mắt làm sao, tại thấy vẫn nhìn bình thường, vẫn đi làm, vẫn đọc, và tất nhiên là đeo kính nhưng mà vẫn sinh hoạt bình thường. Cho nên là cái chuyện mà mắt tôi không có sao hết, tôi không có cần phải đi khám, rất là nhiều gia đình như vậy. Đúng rồi. Đó, dạ, cho nên và là mình cũng thấy điều hầu như là có tình trạng như vậy. Dạ. Có nghĩa là những người mà mới bị tiểu đường 5-7 năm đôi khi nó chưa có biến chứng đâu. Dạ. Nhưng mà họ cũng tới khám mình. Ừ. Chẳng qua là đã được một bác sĩ nội tiết hay một bác sĩ đa khoa họ giới thiệu là bác cần phải đi khám mắt. Ừ. Những cái lời nhắc nhở đó thì các cụ nên lưu tâm. Yeah. Để mình khám mắt, được khám chuyên sâu, rồi mình chụp hình võng mạc để mình lưu lại một cái giống như một cái hồ sơ sức khỏe. Yeah. Của mình vậy. Để năm sau mình lại khám, để mình so sánh, và năm sau mình cũng vậy. Ừ. Thì đó là những cái việc cần thiết phải làm mà chúng ta phải nên làm. Ừ. Để có thể bảo vệ sức khỏe cho chúng ta mà. Dạ, để về kêu ba đi khám liền. Đúng rồi. Chứ nhà chỉ để ý quan tâm đến cái chỉ số đường huyết, không ai quan tâm đến mắt. Rồi mình tiếp tục quý vị nha. Bây giờ mình sẽ tới với để Phụng Yến xem một câu hỏi của bạn khán giả tên là Út Minh. Mắt mẹ em bị khô, đổ ghèn và hay có triệu chứng cộm xốn, thì giờ cứ ra tiệm thuốc gần nhà mua thuốc nhỏ mắt về thì thấy đỡ, nên từ đó là không có chịu đi bác sĩ. Và xin hỏi bác sĩ là việc sử dụng các loại thuốc tra mắt này lâu dài có nguy hiểm và có tác động gì đến mắt không ạ? Xin chào bạn Út Minh. Cái việc mà bạn ấy tự đi mua thuốc ấy, thì đối với bác sĩ là người ta cảm thấy không đồng ý tí nào. Ừ. Và người ta, và với bản thân tôi khuyến cáo là không được phép mua thuốc, bất cứ thuốc gì. Yeah. Khi không có sự không qua một cái quá trình khám bệnh. Ừ. Tư vấn và chẩn đoán một cách kỹ càng và ra đơn thuốc. Và tất cả các thuốc sử dụng đều cần phải có cái chỉ định rõ ràng. Ừ. Mới sử dụng cái việc đó. Ừ. Và trong cái đời làm nghề mắt của tôi thì cô cũng chứng kiến những trường hợp mà các bạn, không phải các cụ đâu, trẻ mới đùi 18-20 đỏ mắt, cái ra tiệm thuốc mua. Ừ. Thì một năm sau các bạn ấy vào khám mắt với tình trạng mất thị lực hai mắt. Ừ. Và khám ra thì các bạn ấy bị một cái bệnh cườm nước do thuốc gây ra. Thì cái đó thì coi như bó tay rồi. Yeah. Mình không làm gì được. Thực ra rất là sự đáng tiếc. Đó là cái đáng tiếc mà chúng ta đôi khi những cái thói quen đó. Ừ. Nó lại làm hại cho chúng ta. Và tôi khuyên bạn Út Minh là không nên để các cụ tự ý làm việc đó nữa, mà các cụ nên đi khám mắt để tư vấn, để sử dụng thuốc. Đôi khi không phải nước mắt nhân tạo nào cũng giống nhau đâu. Yeah. Mình ra tiệm thuốc mình nói bán cho tôi một lọ nước mắt nhân tạo, thật sự đến bây giờ cái chắc cũng phải 5-7 loại nước mắt nhân tạo khác nhau, và mỗi loại có một cơ chế tác dụng khác nhau. Yeah. Và không phải cái khô mắt nào cũng giống nhau. Có thể khô mắt do bạn có bệnh lý viêm bờ mi để điều trị kiểu khác, hay là những bệnh lý viêm kết mạc trước đó là kiểu khác, hoặc là bạn đã trải qua một cái phẫu thuật nào đó trên mắt khiến cho cái vấn đề khô mắt xảy ra, thì nó sẽ phải được bác sĩ khám đánh giá tình trạng khô mắt ở giai đoạn nào, mức độ nào. Yeah. Và giai đoạn mức độ nào thì phải sử dụng nước mắt nhân tạo như thế nào. Yeah. Thì cái đó cần phải có những khám chuyên khoa sâu. Yeah. Để phát hiện và điều trị sớm. Yeah. Và không, tôi nhắc lại là khuyến cáo là không được phép tự ý đi mua thuốc. Yeah. Để
tự điều trị cho bản thân chúng mình. Dạ, cho nên là nếu mà mình đi thăm khám đúng, gặp người có chuyên môn thì mình có thể biến cái việc rất là phức tạp thành đơn giản. Đúng rồi. Nếu mà mình tự làm bác sĩ ở nhà mình, là làm bác sĩ luôn cho ba mẹ của mình, thì mình biến cái là rất là đơn giản thành vô cùng phức tạp. Và đến chúng ta không có thể nào quay lại đâu. Dạ, đến khi quá muộn thì mình sẽ cảm thấy rất là tiếc à. Và hy vọng là với tư vấn của bác sĩ thì quý vị cũng thấy được cái sự quan tâm chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người cao tuổi là một vấn đề rất là cấp thiết hiện nay, phải không ạ? Và những cái biểu hiện ban đầu của một số bệnh lý về mắt rất là dễ khiến cho chúng ta nhầm lẫn và mình bỏ qua luôn. Và đặc biệt là người lớn tuổi hay là có cái tâm lý là ngại phiền con cháu nè, hoặc do đi lại khó khăn nên là cũng cứ để như vậy hoài, thì đến khi bệnh trở nặng đi khám bác sĩ thì lại phát hiện là tình trạng cũng đã rất là nghiêm trọng rồi. Thì điều đó rất là đáng tiếc. Cho nên là với vai trò là có thể là một người con, một người cháu trong gia đình, Phụng Yến thấy là cũng có nhiều bạn trẻ đang chia sẻ livestream này. Thì hy vọng là quý vị khán giả chúng ta cũng có thể là dành nhiều thời gian quan tâm hơn đến sức khỏe, đến đôi mắt của cha mẹ, của người lớn tuổi ở xung quanh mình quý vị nhé. Và Phụng Yến nhớ có một câu nói cũng rất là thú vị, đó là tốc độ thành công của bạn thì nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Quý vị nghĩ sao về câu này ạ? Tốc độ thành công của mình có đang nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ mình hay không? Và quý vị khán giả ơi, những ai còn đang chưa có để ý gì cả đến đôi mắt của ba mẹ mình thì hãy dành cái sự lưu tâm nhiều hơn một chút xíu. Còn với livestream của mình thì nếu mà có ai chưa đang chần chừ, chưa có đặt câu hỏi cho bác sĩ thì hãy nhanh nhanh gửi câu hỏi về chúng tôi và nhận ngay may mắn một voucher gói khám chăm sóc mắt dành cho người cao tuổi và áp dụng tại hệ thống 11 bệnh viện thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn trên toàn quốc. Và chỉ 30 bạn khán giả nhanh tay nhất có câu hỏi đúng chủ đề mắt khỏe như ngày trẻ gửi về cho chúng tôi thì sẽ nhận được phần quà này nhé. Và bây giờ thì để mình xem thêm một câu hỏi nữa, để Phụng Yến chọn thêm một câu hỏi nữa của các bạn gửi về. Rồi đây, bộ phận thư ký đã chuyển về câu hỏi từ bạn Trần Kim Huy, 25 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Hỏi rằng năm nay mẹ em 53 tuổi và hay than là bị khô mắt, mỏi mắt và mẹ cũng đang bị tiểu đường, thì không biết có thể sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm cảm giác khó chịu này hay không? Dạ, xin mời bác ạ. Trường hợp xin chào bạn Kim Huy. Bạn đang hỏi về mẹ của mình ở độ tuổi 50, là độ tuổi có bắt đầu tuổi người cao tuổi. Đối với có những cái vấn đề ở xảy ra ở đây trong cái câu hỏi của bạn, đó là mẹ của bạn đó là tất nhiên là nữ giới rồi, đúng không? Và nữ giới ở lứa tuổi này bắt đầu có cái sự thay đổi về nội tiết tố. Nội tiết tố phụ nữ nó sẽ làm cho mắt mình dễ bị khô mắt hơn. Và cái vấn đề điều trị khô mắt của những người phụ nữ ở lứa tuổi này trở nên khó khăn hơn, và cái sự phục hồi nó không đôi khi nó lại không mong muốn như mọi người mong muốn. Và mẹ của bạn lại có thêm một cái bệnh lý gọi là bệnh lý tiểu đường nữa. Thì tôi đã nói là tiểu đường nó sẽ có cái bệnh lý bệnh võng mạc tiểu đường, và tiểu đường nó cũng làm cho cái tình trạng khô mắt nó thay đổi về cái chất lượng của nước mắt trên những người tiểu đường, và làm cho cái tình trạng khô mắt nó nặng hơn, khó điều trị hơn và phải theo dõi chặt chẽ hơn. Bạn nên mua nước mắt nhân tạo cho mẹ bạn, nhưng với điều kiện bạn phải được đưa mẹ bạn tới cơ sở chuyên khoa mắt để khám, để đánh giá xem ngoài cái tiểu đường nó ra, ngoài cái lứa tuổi nó ra, cụ có thêm những cái bệnh lý khác như cườm nước, bị tăng nhãn áp, nó cũng gây ra chảy nước mắt sống, cũng là nhầm lẫn giữa với cái triệu chứng khô mắt. Hay là những cái bệnh lý viêm bờ mi, hay là những bệnh lý kèm theo mà mình không khám, không biết, mình cứ mua một loại nước mắt nhân tạo nhỏ cho cụ, cụ thấy dịu dịu thế thôi, thế này xong, để đâm ra này đôi khi đến khi mà mắt cụ mờ đưa đi khám thì chúng ta đã muộn rồi. Phải được khám và được chẩn đoán và được phát hiện đúng thật sự là khô mắt hay không, có những bệnh lý khác kèm theo hay không, và sử dụng thuốc nước mắt nhân tạo như thế nào thì bác sĩ sẽ tư vấn cho mình. Và thậm chí cả cái chế độ dinh dưỡng đó, bác sĩ cũng sẽ tư vấn.
Dạ, xin cảm ơn bác sĩ ạ. Và hy vọng rằng bạn Trần Kim Huy cũng đã có được những thông tin hữu ích cho cái thắc mắc của mình bạn nhé. Và cũng Yến nhận ra rằng với chủ đề chăm sóc mắt cho người lớn tuổi, cho người cao niên, nhưng mà có rất là nhiều các bạn khán giả trẻ gửi câu hỏi quan tâm đến với chương trình. Đây cũng là một tín hiệu rất là đáng mừng đúng không thưa quý vị? Và quý vị khán giả ơi, chương trình tư vấn online chủ đề mắt khỏe như ngày còn trẻ đã đi được gần hết chặng đường rồi. Và nếu còn thắc mắc nào khác thì quý vị đừng ngần ngại gửi câu hỏi đến với ban tổ chức và nhận ngay voucher gói khám chăm sóc mắt dành cho người cao tuổi áp dụng tại hệ thống 11 bệnh viện thuộc hệ thống Mắt Sài Gòn trên toàn quốc dành cho 30 khán giả có câu hỏi hay và nhanh nhất ạ. Cho nên đừng quên gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Và để thay cho lời tri ân khán giả đã ủng hộ theo dõi livestream từ đầu chương trình đến bây giờ thì như thường lệ Phụng Yến xin phép được chia sẻ mini game nho nhỏ và 5 bạn khán giả may mắn có câu trả lời đúng và nhanh nhất dưới phần bình luận sẽ được nhận ngay voucher mua sắm tại Cốc Mắt trị giá là 200.000 đồng từ ban tổ chức. Và các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Rồi mọi người sẵn sàng chưa? Hãy cho chúng tôi thấy comment sẵn sàng của mọi người nào. Rồi để Phụng Yến có thể bắt đầu đọc câu hỏi cho chúng ta. Rồi để Phụng Yến nhìn rồi mọi người đã có 3G wifi sẵn sàng hết chưa để mình tham gia câu hỏi nào. Rồi bây giờ 3, 2, 1 Phụng Yến sẽ đọc câu hỏi đây, mọi người lắng nghe kỹ nhé. Cườm khô là tên gọi dân gian của bệnh lý đục thủy tinh thể là đúng hay sai? A là đúng, B là sai. Hãy trả lời thật là nhanh mà nhớ là phải trả lời chính xác cho chúng tôi để chúng tôi có thể ghi nhận và gửi quà đến cho quý vị ạ. Và phần quà của mình như là Phụng Yến đã chia sẻ là 5 voucher mua sắm tại Cốc Mắt trị giá là 200.000 đồng. Và ban tổ chức sẽ chủ động liên hệ với 5 bạn khán giả có đáp án đúng và nhanh nhất từ đây cho đến khi kết thúc livestream của mình ạ. Và kết thúc livestream thì ban tổ chức sẽ tổng kết và liên hệ với 30 bạn khán giả đã đặt câu hỏi trong chương trình của chúng ta hôm nay. Và các bạn hãy nhớ là check inbox từ ban tổ chức các bạn nhé. Và kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình tư vấn trực tiếp chủ đề mắt khỏe như ngày còn trẻ của Bệnh viện Đa khoa Mắt Sài Gòn thuộc chuỗi hoạt động trong chiến dịch sáng tầm nhìn thỏa ước mơ của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Và câu hỏi mini game vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn online ngày hôm nay. Và xin được thay mặt cho ban tổ chức Phụng Yến xin được trân trọng cảm ơn bác sĩ Quốc Hoàng đã cùng đến đây với livestream này và mang đến cho mọi người rất là nhiều những thông tin hữu ích ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Xin cảm ơn Phụng Yến. Xin cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình. Xin hẹn gặp lại. Dạ, xin được hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những số tiếp theo của chuỗi livestream của chúng tôi. Và đừng quên là hãy kêu gọi thật là nhiều người thân, bạn bè của mình, những người đang rất là quan tâm đến một đôi mắt sáng khỏe. Hãy vào theo dõi những livestream tiếp theo quý vị nhé. Còn bây giờ thì Phụng Yến và bác sĩ Quốc Hoàng xin được chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.